the best dim sum in luck. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Bữa nay cả nhà mình đi ăn điểm sắm á cả nhà. Thì cái tiệm điểm sắm này nó ở gần cái khu chỗ mà mình hái trái cherry đó. Bữa trước mình đi hái cherry cùng với bạn của anh xã của mình, và sau đó thì ghé vô đây để ăn điểm sắm luôn, ăn trưa đó. Thì tiệm điểm sắm này cũng rất là ngon, và mình sẽ để cái địa chỉ ở dưới phần mô tả ha, nếu như mọi người thích ăn điểm sắm và khi mình đi hái cherry đi ngang qua đây thì có thể ghé vào tiệm điểm sắm này ăn ha. Rất là ngon, cực kỳ ngon luôn á cả nhà. Còn tiệm điểm sắm thì rất là dễ thương, đường trước nhà còn chân cái con ngựa to chà bá lửa đẹp chưa. Điểm sắm thì của người Tàu, mà người Tàu thì làm đồ ăn rất là ngon, chắc mọi người cũng biết. Vậy thì bây giờ đó, anh mời tất cả mọi người cùng vô bên trong nhà hàng ha, cùng thưởng thức điểm sắm với mình bữa nay ngay cả nhà. Và mình cảm ơn mọi người thật là nhiều đã xem video. Mình chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc, lúc nào cũng sống thật khỏe mạnh và an vui. Nếu như mọi người yêu mến kênh thì xin hãy ủng hộ và đăng ký kênh cho mình ha. Mình cảm ơn mọi người thật là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở phần cuối video của mình bữa nay nha. Hai em ơi, hai em bố đẹp trai. Mọi người thấy không, đây là cái menu điểm sắm đó. Anh xã của mình đang xem nè, mình thích ăn món nào thì mình chéo vô thôi, thì người ta họ sẽ mang ra cho mình ha. Rất là đơn giản và dễ dàng. No, it's not crispy, but then still chow mein, but it's different kind. Yeah, it's the crispy noodle, but then like after the I ordered it. It's got mixed meat in it. Or you could choose another crispy one with seafood. Okay, sir, I'll see you.
Oh yeah, move the bunny. Then I got it. Here. Do you want noodle or no? I eat bao bao. Okay. Xin đi làm gì vậy? Xin đi. Yeah, he's got big. The whole world just keeps getting colder. That's when I remember what you said. I follow you through the night. I am here by your side. Promise you that I never let you go. So follow me through the night. I set fire in your eyes. And I know there's nothing we can do. As long as I'm with you, cửa sổ này cái view nhìn ra đường rất là đẹp. Thì cái khúc mà mình ngồi đó nó có view của hai bên luôn. Cái mall này cũng rất là dễ thương mọi người. Ngay cái gần khu mình đi hatchery đó mọi người. Và mình rất là thích cái view ở đây, view ở đây cực kỳ dễ thương. Yeah, I got my AARP card. She made me join for a stupid little fold-out thing. Better finish up there. Thời gian đang ăn thì mình cũng cầm điện thoại lên tự sướng chụp hình cho cả gia đình bạn bè để làm kỷ niệm, và cũng như là quay cái mặt mình chút xíu để cho mọi người xem biết được cái mặt của mình nó to bự thế nào ha. Thực ra cái mặt của mình thì nó cũng không đẹp lắm, nó cũng hơi dễ thương thôi. Thì mình đi hái cherry nguyên buổi trưa về, nắng nóng cái mặt của mình
thì nó cũng hơi ghê ghê. Và nhà hàng điểm sắm của mình ăn bữa nay đó mọi người có rất là nhiều hải sản rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn và đẹp mắt. Tiện thể đây thì mình cũng lấy cái máy của mình lia luôn vài cái video nhỏ nhỏ để cho mọi người xem luôn ha. Thì những cái hải sản trong này thì mình ăn đó thì mình có thể vô mình chọn đó, người ta họ sẽ làm cho mình ngay và liền luôn. Đây là con tôm hùm đó mọi người, có con tôm đỏ của Mỹ rất là ngon và có rất là nhiều loại cá khác nhau cực kỳ ngon luôn. Mình mời mọi người cùng thưởng thức ha, cùng xem những hải sản biển nơi này ha, trông đẹp mắt và dễ thương như thế nào ha mọi người. If your love's not true, if your love's not true, don't say I love you, don't say I love you. If you're not sure, girl, don't be shy, walk out that door and say goodbye. Thì mọi người biết không, thường mọi người sống ở đây thì sẽ hiểu được cái văn hóa ở đây. Thường mình ăn, mình tới nhà hàng mình ăn, mình tới bất cứ cái tiệm nào mình ăn thì đồ ăn mình còn dư, mình có quyền mình mang về. Và tất cả những cái nhà hàng ở đây á, thì sau khi ăn xong mà người ta họ nhìn lên bàn, họ thấy mình còn đồ để ăn thì tự động người ta họ sẽ mang những cái hộp ra cho mình đem về. Mình muốn đem về không là tùy mình ha, mình thích đem về thì mình đem, mình không thích thôi cũng được, không bắt buộc ha. Thì mình còn dư rất là nhiều đồ cho nên mình sẽ đem về để tấu ăn tiếp. Just walk away. If you want the key to this heart of mine, just say you love me till the end of time. If your love's not true, if your love's not true, don't say I love you,
say I love you. If you're not sure, girl, don't be shy. Walk out that door and say goodbye. You still got some time. You can change your mind. Just walk away. Just walk away. If you feel uptight and it don't feel right, just walk away. Just walk away. Go home, go home. Come on. Give me my phone. Hold hands. You say hold hands. Here we go. Ở đây đi trước đi em đi sao? Anh ngồi đây coi kìa. Ôi ôi. 4 5 mấy á. Ok. Nhỏ nó đi chiên món đụng. If your love's not true, if your love's not true, don't say I love you, don't say I love you. If you're not sure, girl, don't be shy. Walk out that door and say goodbye. That's what, her? Yeah. Oh, yeah, she likes to talk. It's okay. Let her talk. I love. Yeah. Đấy đó. Ok cả nhà, như vậy là gia đình của mình cũng đã ăn xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi về ha. Chạy lại về thành phố San Francisco mình tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ ở cả nhà. Bây giờ thì mình cảm ơn mọi người thật là nhiều đã cùng mình đi đến cuối của video ngày hôm nay. Một lần nữa chúc cho tất cả mọi người sức khỏe ha. Hẹn gặp lại mọi người ở phần video kế tiếp của mình ha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.